Anh nghe nè. Chiều nay ở viện tổ chức sinh nhật cho các cụ. Chắc là em sẽ về trễ đó. Anh đón các con rồi cho các con ăn giúp em được không? Được rồi, em lo công việc đi. Các con á, để anh lo cho. Dạ, em cảm ơn anh. Anh Bình, chiều nay anh có bận gì không? Công ty có mời cơm khách, anh đi với tôi nha. Chiều nay? Ừ, 6 giờ. Sáu giờ. Có tiện cho anh không? Nếu vậy thì tôi đi một mình cũng được. À, không không, tôi sắp xếp được mà. Mấy lần trước á, chị cũng giúp đỡ tôi mà. Nếu vậy thì tốt, cả hai người cùng đến thì sẽ tốt hơn. Vậy tôi đi thẳng tới đó, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Anh tự đi nha. Tôi biết rồi. Hẹn gặp lại anh. Chào bác Hòa. Chào chị Hiền. Anh Hòa. Lâu quá không gặp, nhớ tụi con quá à. Con nhớ cô Hiền luôn. Con cũng vậy. Cô coi coi, mặc đồng phục đẹp quá nè. Bác hôm nay vui lắm vì được đón hai vị khách quý. Sao hôm nay lại qua vào giờ này? Khổ ghê á. Nhà đơn chiếc không có ai hết á. Kỳ thì bận việc ở Duy Nhân Lão với Nguyệt rồi. Còn lát nữa em có hẹn với khách. Cho nên á, đem hai đứa nhỏ qua làm phiền anh chị nha. Bây giờ lại còn bày đặt làm phiền riêng với bác Hòa. Được lời như cởi tấm lòng ha? Anh Hòa nói đúng rồi đó. Phiền gì đâu mà phiền. Anh chị chỉ mong á, hai đứa nhỏ qua chơi nhiều nhiều, càng lâu càng vui. Hay là cô Hiền dạy con nấu ăn nha. Con muốn á, là nấu ăn ngon như cô Hiền vậy á. Còn con thì không biết nấu ăn. Nhưng con là thích ăn món cô Hiền nấu. Được rồi, được rồi. Hôm nay cô Hiền sẽ cho Thiên Anh học với một đầu bếp xịn hơn cô Hiền luôn. Dữ vậy luôn hả cô? Ghê vậy? Má của cô. Má của cô nha, nấu ăn ngon hơn cô luôn đó. Bây giờ ba cô cháu mình vô trong bếp coi thử bà đang nấu món gì. Hình như hôm nay có món đặc biệt lắm á. Dạ. Đi thôi. Dạ. Con xin phép bác Hòa. Dạ, con xin phép bác Hòa. Bà đứng ngoan nha. Con đi nha bà. Chơi ngoan nha con. Dạ. Thôi, bận thì đi đi. Ngại quá, làm phiền anh chị nha. Bày đặt làm phiền nữa. Mới đi làm, bắt đầu học cái tính cách sáo ở đâu đấy hả? Thôi, biến lại đi. Cảm ơn nha. Đi nha. Hôm nay là sinh nhật của chị hả? Anh ngồi đi. Tôi không biết là hôm nay sinh nhật của chị, cho nên đó tôi không có chuẩn bị quà cáp gì hết. Anh đến đây là quý lắm rồi. Chúc mừng sinh nhật chị. Cảm ơn anh. Thật ra tôi phải là người xin lỗi anh mới đúng. Bởi vì ngày hôm nay không có khách nào hết. Sinh nhật tôi mời anh mà lại không báo trước cho anh. Anh đến đây cũng giống như là một món quà quý giá của anh dành cho tôi. Và tôi tự tặng cho mình. Anh không giận tôi chứ? Tôi chưa hiểu ý chị. Mỗi lần mà chúng ta gặp nhau á, thì đều nói với nhau về công việc hơn là chuyện cá nhân. Nhưng tôi nghĩ giữa anh với tôi có những thứ không cần phải nói rõ, vẫn có thể hiểu ý nhau mà. Chị có thể nói rõ được không? Tôi chưa hiểu ý lắm. Anh đã thẳng thắn từ chối tình cảm của tôi. Nhưng tôi biết anh sợ mình phải mang tiếng là ruồng bỏ gia đình. Nhưng tình cảm thật của anh thì như thế nào? Có bao giờ anh tự hỏi mình chưa?
sự là tôi chưa hiểu. Tôi biết anh đang cân nhắc vì Thiên Anh và Thái Khang, chứ không vì lý do dành cho người phụ nữ tham phú phụ bần kia. Nhưng mà tôi mong anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Bởi vì cá nhân tôi thì tôi không bao giờ tin cái chuyện là gương vỡ lại lành. Trên đời này làm gì có cái chuyện cái gì đổ vỡ rồi lại có thể hàn gắn lại như mới được chứ. Chị nói rõ đi, ngầm ý như vậy á, tôi không hiểu được. Với tư cách là một người bạn với nhau, tôi có thể nhìn thấy được anh luôn coi trọng việc Thiên Anh và Thái Khang phải có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, và tôi luôn tôn trọng điều đó. Bản thân tôi cũng không bao giờ muốn tước đi cái quyền làm mẹ của người vợ cũ anh với hai đứa nhỏ. Còn với tư cách là một người phụ nữ đang yêu thì chúng ta vẫn có thể có được một mối quan hệ yêu đương tự do, không có ràng buộc nhau về mặt pháp lý, đúng không? Anh cười hả? Tôi chợt nghĩ tới một mối quan hệ làm ăn khi nghe chị đề cập tới vấn đề này. Anh suy nghĩ như vậy thì cũng đúng thôi. Không phải chúng ta luôn luôn là những người bạn, những đối tác rất là ăn ý hả? Nhưng mà tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng cần phải có mưu cầu hạnh phúc riêng tư, bên cạnh trách nhiệm với con cái. Dạ, tôi cũng không muốn là anh bắt hai đứa nhỏ phải mang cái gánh nặng hai chữ hy sinh từ cha mẹ. Xin lỗi nha. Alo. Ông Bình, ông tới đây liền đi. Kỳ tự nhiên xỉu nè. Cái gì? Sao tự nhiên bị xỉu vậy? Tôi không có biết chuyện gì mà tôi rối quá. Được rồi. Ông tới bệnh viện liền nha. Tôi tới liền. Xin lỗi chị nha. Thiên Kỳ ngất xỉu cho làm việc. Tôi phải đi liền rồi. Tại sao lại là ngất xỉu? Có trùng hợp đến như vậy không? Lần nào cũng vậy hết. Sao mà giống như trong phim vậy? Hay là giống như lần trước lại muốn phá đám, giở trò nữa? Tôi định sẽ không nói, để chúng ta có thể bình thường. Đúng là chị với tôi á rất hợp khi làm việc với nhau, nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở đó thôi. Tôi mong á chị đừng sắp xếp cuộc sống của tôi nữa. Với lại Thiên Kỳ bây giờ á đang là vợ của tôi chứ không phải là vợ cũ. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Alo. Tôi đưa Thiên Kỳ về nhà ông. Ông về thẳng nhà nha. Ừ, tôi biết rồi. Nguyệt. Kỳ sao rồi? Ông yên tâm đi, Kỳ không sao cả. Bác sĩ nói là tại vì Kỳ làm việc quá sức cho nên bị suy nhược cơ thể thôi. Tôi đã cho ông thuốc và nghỉ ngơi rồi. Còn Thiên Anh và Khang ở đâu rồi? Tôi bận quá, ở nhà của anh Hòa rồi. Chắc tối nay nhờ ông bà chăm sóc qua đêm. Vậy thì tốt rồi. Ông lên coi Kỳ như thế nào đi. Tôi về đây. Cảm ơn Nguyệt nha. Đi cẩn thận đó. Về tới nhà nhắn tin tôi nha. Tôi biết rồi.